5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai lên đầu đề, đầu đề là đồng giá 10 triệu. Đồng giá 10 triệu. Đấy, được cái tiêu đề hay rồi đấy. Chào anh em giá rẻ giật mình đây. Được quay một người. Anh em. Đâu cây của ai với của ai đấy ạ? À? Đây bắt bắt đầu từ cây này đi. Bao tiền cây? Bao tiền cây này? Hơn 1 triệu rưỡi. Triệu rưỡi là vừng. Từ từ cho ô tô nó qua này. Khu này toàn hàng cỏ đó. Có người khách cỏ đó gì. Nhá. Cái vừng triệu 2 nó chuẩn. Triệu 2 nó chuẩn đấy anh em nhé. Đấy, đang này này, dọc này. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Ok, vật si thì sẽ bao nhiêu ạ? 2,5 triệu. 2,5 triệu si. Đang cần bán. Đang cần bán. Tường vi sao? 2 triệu. 2 triệu tường vi. Giờ chợ nó như hội chợ ấy nhỉ. Vâng. Thật ra là bây giờ nó nhiều hàng này anh. Nhiều hàng. Ngày trước anh còn đấy ngồi bên kia nhỉ. Bây giờ cái này nó rộng rãi hơn. Đó. Anh em các nơi xe nó xe kia nó đi. Nó có xe đi như này. Thật ra là bây giờ nếu nó càng đông người bán thì càng chậm. Vâng. Bỏ bán. Đúng rồi. Bây giờ thấy cảm giác chậm chậm rồi. À, cốc này có hoa này. Cốc này của ai đấy? Của anh. Bao nhiêu đây bác? Thế 500. 500. Đấy. Ship toàn, ship toàn. Đấy. Nghệ nhân Hoàng Hưng lại đọc lại số các nhỉ? 0936 80 6659. Rồi, ok. Đấy, chỗ này nó nguy hiểm. Mất lưng chơi. Ok các bác. Khung này không mang cái gì à? Mang lại cây thôi. Đâu? Để xe. À, người nơi cây nơi à? Ở đây mang ít. À đây, đây, đây. Xanh. Đấy, cây xanh này bao tiền? Xanh này à? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Ok. Mai này. Này sao? Cái này là 3,5 triệu. Đây 600k. Đấy, sơn liệu. Sơn liệu ơi. Đấy, nhìn xem. Rồi, ok. Đấy, còn nhiều lắm ở đây, quanh quanh đây nhưng mà nhiều lắm. Quay tham khảo một tí nữa. Thì các bạn quay lại khu vực bên kia. Ủng hộ anh em mọi miền một tí. Chứ không chỉ riêng cái chỗ chuyên sâu các bác đi kinh tế khỏe rồi. Nhiều khi là được ủng hộ quá nhiều. Bác à, mình có cây nào không bác? Đây đây, các có cây đơn với mấy cây à. Nhỏ nhỏ con con cây đơn, cây đơn này bao tiền bác? Cái này lần này nó mới trả bác được 800. 800 triệu rưỡi thì bán anh em nhé. Rồi. Hoa rất to, đơn nhung. Rồi bác. Đây còn cây xanh nữa nhỉ? Bác còn cây nào nữa? Này mấy cái cây đơn nhỏ nhỏ. À đây gì? Cây xanh này có phải không? Không phải. Đấy. Những cây như này thì bao tiền một cây bác? Nó 250 cháu ạ. À 250 thôi anh em nhá. Về làm bonsai làm tiểu cảnh tùy ý. Tùy ý sáng tác sinh viên. Rồi. Rồi cảm ơn bác nha. Đấy. Đúng ra là những cái bác bán rong này mình nên ủng hộ thì các bác không được lời lãi bao nhiêu. Nhưng mà còn là anh em ở kia thì kinh tế quá khá rồi mà có những cái cây đẹp thì mình quay các bác xem nó sẽ
thì nhiều khi là nó lại nước chảy chỗ trũng các bạn. Đấy, sung của bác nào đây không biết. Đấy, anh em cứ để mày lẫn lộn rồi đi chơi uống nước các bác. Nhiều khi mình quay phim người ta biết là mình không mua, không chả thiết tha lắm, ra báo giá cho lắm. Rành chưa biết của ai, chắc lạ của Trung Dâu thôi các bạn. Tôi cứ mạnh dạn hỏi Trung Dâu cái này thì các bạn nhé. Anh em là còn lưu số thì hỏi Trung Dâu cái này nhé. Mình ngồi với nhau thì biết hết. Nếu các bác hỏi Trung Dâu mà không phải thì bác ấy sẽ báo cho là cái người chủ cây thực sự. Của mình là từ đây lại anh nhỉ? Mình từ cây cao này. Đấy, cây này, cây này bao tiền? Cây này bao tiền? 10 triệu. bảy cây 6-7 cây đồng hạng 10 triệu. 10 triệu. 70 có bán không? À, 70 có bán thôi. Cũng phải bán tí nữa rồi xem là thái độ là sao. Đấy, này đồng giá đấy, đấy bán đồng giá đấy, chơi phát đồng giá luôn. Lấy lỗ làm lãi, chúng cây nào là ăn cây nào lấy lỗ làm lãi đấy. Đấy, lấy lỗ làm lãi đấy. Đấy, anh em khỏi phải suy nghĩ. Cây là gì? N2T bonsai. Chỉ có loanh quanh đây thôi. Hiếm có đấy. Hôm nay mới có cái cuối tuần. Tự nhiên sắp phát thì được. Mà hôm nay cũng nói luôn là cây cao tiền nhất mới có 10 triệu. Ở đấy. Chứ đấy, đây là cây cao tiền nhất đây. Vuông luôn. Cứ mạnh dạn mà hỏi nha. À đơn à? Đơn kinh đấy nhỉ? Đơn đơn nhung. Cũng 10 đây, từ đây vào 10 triệu luôn. Đẹp. Đấy, sang đến đây 10, thế là vừa đủ 10 cây này. Cũng cứ 10 triệu một cây. Chọn chúng cái nào ăn cái đấy. 10 cây, 1 lít đấy. Chứ không phải vậy. Hay đấy nhỉ. Không, cũng dễ, dễ chọn. Con này hoa, khi... hoa chắc to lắm đây. Con nhung mà, nhung to. Thế đẹp rồi. Mới giặt lại cho ăn mà nó... À. Đơn mà dáng này là hơi ít đấy. Quá ít. Cao có độ 40. Vừa cốt vừa tay cành luôn, không có bóng đẹp. Giật này thôi mà trước có bóng đẹp. Đơn mà nhìn như lục vừng. Vừng này thì sao anh? Ơi, vừng này chắc khoảng 10 triệu. À cũng 10 à từ à xung quanh đây à? Thế còn nếu mà mua đất thì là bàn. À đấy. Có 10 cây. 10 cây. 5 triệu chứ không hơn. Hỏi tại sao. À 10 cây. Đúng rồi, đúng 10 cây đây rồi. Rồi, nếu mà điều kiện mua được 1 cây cũng 3 4 5 6 7 8 9 10. Mai lên đầu đề, đầu đề là đồng giá 10 triệu. Đồng giá 10 triệu. Đấy, được cái tiêu đề hay rồi đấy. Rồi anh em.
nhờ bác này, nhờ bác vào đây tí. Đây. Quay cả cái biển số xe của một loại bay người ra. Úi giời ơi. Thạo lắm rồi. Hôm nay có ra hàng đồng giá. 10 triệu. Bán phá giá quá. Tất cả trên xe phải cứ 10 triệu. Đấy. Muốn chọn cái nào là chọn. Nhiều người thắc mắc mà sao mà thu có 500 nghìn mà lại cũng 10 triệu và chỉ muốn. Đồng giá 10 triệu. Đấy, đồng giá. Bé giống nhau hết. Đồ đồng. Đấy, mùa mưa các bạn ạ. Dễ. Đấy. Mạnh dạn báo 10 triệu nhá. Không, con này báo lẻ đi. Con này báo giá lẻ là 4 triệu. 4 triệu anh em nhá. Đấy. Bởi vì đi vào trọng tâm đi, bây giờ mình nói chơi chơi thì đấy. Như vậy đi vào trọng tâm thì nói thật. Câu chuyện vui đó anh em. 4 triệu anh em. Cái to là phá đúng không? Thân sạch như thừa kỳ cọ. Và cái mai bây giờ nó có bằng gốc mà nó còn còn. Đấy. Yên tâm là 10 triệu đổ lại. Còn cây đấy thì 4 triệu. Cây mai thì sao anh? Cây mai thì uống được nhá. Mai là 3 triệu rưỡi cả bán. Đấy, 3 triệu rưỡi. Được ạ. Mai này uống được thì mai bắt bộ uống gãy ngay. Mai to uống bắt gãy ngay. Đấy. Bóng thường 30 lắm. Cao là 23. 23. Đâu là không gặp liền. Cái này bao tiền nữa? 3 triệu rưỡi. Đã đẹp lại còn thơm. Cái giá này nó ít đâu, đa phần là một thân. Đã đẹp phải còn thơm này. Bé nào cũng được ạ, nó tứ diện luôn. Vâng, đấy. Anh mua cây để chơi nhỉ, vừa chơi cái hoa vừa cây thế. Dễ chơi. Thế mái được. Hoa thơm, lá nhỏ. Hoa thơm đấy nhỉ. Mẹ cũng bà cái đồ cây số đồ xe. Xây hẳn lăng mộ ở nhà. Xong rồi, mai mua tới làm hai cái lọ cho là tít bỏ đi lăng mộ. Đá cao tổng của 10 mét đấy. Ờ. Bảo cái con nào cái từ cuối ra từ hòa lạc lên tí người ta phải sau nhà cho mình chó cái cầu chim ở trên này ở rất nhiều người đến nghỉ nhỉ. Cuối cái bắt đầu hết đại lộ Thăng Long nhá. Vâng. Xong rồi đến đường rẽ Xuân Đi Xuân Tây này về Xuân Mai này. Vâng. Qua đây một tí ngày hết bắt đầu xuống hết dốc thì nhìn thấy này có cái bức tường bằng đá đá của ông ấy. Ừ. Đấy vào trong đấy là cứ dính chắc dính chắc ở trên đấy. À vâng, em biết. Bác nhà em cạnh đấy. Ờ đấy. Đây. Yên. Bao tuổi anh? À, người Thái Bình à? Ờ không, người Hưng Yên. Quái Châu ở Sỉ Yên ở đây. Hưng Yên. Không chở đi. Xây năm. À, chở cây lên đấy gì? Đấy. Không chuyển thì chuyển đến Hưng Yên và trên đấy cũng chuyển lên đấy. Ờ. Chuyển cái máy đá đấy lên Dực Hòa. Đúng rồi. Các bác. Rồi, anh em thích cây nào thì alo nhé. Cảm ơn anh Trương nhé. Chào anh em.